Em nhé, hôm nay thì mình lại nhận một cái đầu bơm của khách hàng này, ở tỉnh gửi lên này. Thì khách hàng báo là hiện tại của anh bị nước vào dầu, trắng toàn bộ hết cái mắt thằng dầu này. Đó, thì bây giờ mình tháo ra mình kiểm tra nhé. Thì mọi người nhìn thấy nước vào dầu là nhìn giống như sữa luôn. Đó, thì cái hiện tượng mà nước vào dầu mà anh em không xử lý nhanh ấy, mà không phát hiện sớm ấy, thì cái độ nhớt nó không còn nữa. Đó, thì khi chạy máy vòng tua rất là lớn, nó gây hiện tượng là không bôi trơn được. Thì chiếc máy này đã bị hiện tượng là gãy cái một cái tay biên này, gãy một tay biên và bó toàn bộ cái phần trục khuỷu. Đây, trục khuỷu hỏng hết này, mọi người nhìn thấy. Đối với trục khuỷu như này thì chắc chắn là sẽ không thể nào tái sử dụng lại được rồi, bắt buộc mình phải thay thế. Một số anh em có hỏi mình là bị như này mình có doa được không, thì đối với mình là sẽ không doa được nhé. Nếu mà doa thì có thể chạy được, nhưng mà cái đường kính, cái kích thước của cái trục khuỷu nó không được chuẩn nữa, thì khi chạy nó sẽ gây ra hiện tượng là bị sóng dầu rất là nhiều và nó sẽ bị sôi dầu. Thì chạy nó không được bao lâu nữa thì sẽ lại có hiện tượng là nóng dầu, nó sẽ có hiện tượng là bị không có chất bôi trơn, nó sẽ gây hiện tượng là bị hỏng trực tiếp đến bộ phân nước nó piston trục khuỷu nhá. Thì mọi người lên kiểm tra giúp mình thường xuyên. Thì đây là một cái vấn đề mà nó sẽ rất nhiều cái nguyên nhân ảnh hưởng tới. Thì đầu tiên là bị nước vào dầu như này, thì mọi người lên kiểm tra giúp mình là mọi người có buộc cò súng hay không. Nếu mọi người mà bóp nhả cò súng liên tục ấy, mà mọi người nhả cò súng ra, mọi người không cho máy nó nước nó phun ra được đầu súng ấy, mà mọi người nhả súng nó quá lâu thì máy nó sẽ đấm liên tục, nó sẽ tuần hoàn trong cái 6 vòng một chiều như này. Đó, nước không thoát ra được, nó sẽ chạy tuần hoàn trong vòng một chiều, nó sẽ gây tự bị nóng thì nó sẽ truyền trực tiếp đến hệ thống piston, nó truyền đến nó sẽ làm bị cháy cái phớt dầu. Đó, thì nó cũng hiện tượng là bị nước vào dầu. Cái thứ hai là gì? Cái bi cơ và bi đũa. Đó, mọi người không thay dầu thường xuyên, nó sẽ có hiện tượng là gì? Bị hỏng bi cơ bi đũa. Thì chạy nó sẽ có hiện tượng là bị lóng đầu bơm, hiện tượng sôi dầu. Sôi dầu nó sẽ truyền trực tiếp ra hệ thống tay biên, truyền trực tiếp sang trục khuỷu, nó sẽ làm hỏng cái phớt dầu, nó sẽ cũng bị nước vào dầu như này. Thì mọi người lên thường xuyên kiểm tra giúp mình. Nếu hiện tượng nước vào dầu thì cần phải chuyển máy trực tiếp cho bên nhà cung cấp để xử lý luôn nhé. Đó là một số những nguyên nhân. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ xử lý cái đầu bơm nước vào dầu này nhé.